Kính chào quý vị khán giả, Hải Phòng đêm qua đã xuất hiện mưa to kèm theo sấm sét. Mưa đã khiến cho nền nhiệt giảm đáng kể, chỉ còn từ 24 đến 30 độ. Chúng ta có thể cảm nhận rõ tiết trời vào thu khá mát mẻ. Tuy nhiên thì sang ngày mai, hầu khắp các khu vực ở trung tâm thành phố và các vùng phụ cận, ban ngày sẽ hết mưa, chúng ta sẽ được hưởng một ngày cuối tuần với thời tiết đẹp. Nhiệt độ cao hơn hôm nay một chút, từ 25 đến 33 độ, độ ẩm cao từ 80 đến 85%. Riêng chỉ có khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà gần sáng và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi. Tuy nhiên thì trưa chiều trời chuyển nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 2, cấp 3. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết một số khu vực trên cả nước. Khu vực Bắc Bộ ngày mai nhiệt độ thấp nhất là 24 độ, cao nhất 34 độ, độ ẩm 85-90%. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi trưa chiều giảm mây, trời sẽ nắng lên là điều kiện thích hợp để quý vị và các bạn đến thăm đỉnh núi Tà Trì Nhù tại tỉnh Yên Bái để chiêm ngưỡng màu tím rực rỡ của hoa chi pâu. Giữa tháng 9 và đầu tháng 10 là thời điểm đẹp nhất để ngắm loài hoa này khi đúng lúc hoa nở rộ. Sắc tím phủ khắp các triền đồi sẽ khiến quý vị có cảm giác như là mình đang được dạo bước trên một tấm thảm tím khổng lồ. Tuy nhiên thì đêm vẫn sẽ có mưa rào rải rác, một số nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Và du khách cũng không được chủ quan bởi vì sau nhiều ngày mưa lớn thì đất đá mất kết dính, có thể sạt lở xuống bất kỳ lúc nào. Trung Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm 85-90%. Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, độ ẩm 85-90%. Còn Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm 85-90%. Cảnh báo quý vị và các bạn, mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông rất có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp là rất cao. Người dân ở những khu vực này cần đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện các dấu hiệu bất thường để có thể kịp thời di chuyển khi xảy ra hiện tượng lũ quét và sạt lở. Như thường lệ, thông tin dự báo thời tiết 3 ngày tiếp theo tại khu vực Hải Phòng sẽ kết thúc bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!